Tìm ra phương tức gì
chẳng thì những cái đồ đã mắc thường quá ngưỡng kinh chút phước như trường thọ. Miễn lễ nghe nó hỏi mà trả lời. Dạ. Đi đâu đó một buổi mò sông lớn, thân gặp thành nhi nữa chảy qua. Có điều kia là phải bày tỏ phục ta. Hạ cổ nói rõ hạ cư hạ sứ. Dạ. Sứ thượng quan nói lời ác mời. Dưới tay nữ thì tổ chức biết đây. Dạ cái tổ chức giữa thượng quan giống là xuân mấy năm qua. Thì hắn kéo lên chân tôi.
còn đây chung rượu sâu cùng. Thì ngươi chỉ còn lại đây trong giây phút cuối, chung rượu này đây cháu xin mời thiếp hai nhân một người anh, họ hàng cũng đã mất đi một người thân.
tình thương bằng con mưa mắt, con nỗi đau đớn đầu hướng. Khi phố phụ phải đoán liền, con tay nắng đào hơn. Khi ca con đưa đi tình yêu thương phụ tình, con nỗi xót xa đầu hướng. Khi người thân cứ chi tiết cảnh tượng để xa đi, khi người nghĩ về ông, chắc hẳn mấy ngày qua các em có nhiều đường thương xót. Và giờ đấy là những giây phút sau cùng, để rồi trong lát nữa đây đưa tiễn Chúa trở về với miền cõi Phật, đưa cho cổ áo bao của Chúa. Con xin phép được thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương sở tại, xin chân thành cảm ơn tình nghĩa quốc gia bên nội bên ngoài cũng như đi vào đất nước mắt lối sống gần xa. Suốt mấy ngày qua đã không quản ngại từ xa xa xôi đến đây thăm ta đi nhanh đi bộ đi ở gia đình chúng con. Tất cả các đồng chí xa xóm xin con mong bà cô bác niệm tình tha tư lỗi bỏ qua cho tình. Chúng con xin chân thành cảm ơn cơ sở mai táng Tân An, quý sư thầy cùng toàn thể anh em trong ban đại diện đời miền Tây đời ơn công đã tạo mọi điều kiện cho buổi tăng lễ của chúng con thêm phần long trọng. Trước tâm chân tình đó nghĩa cử đó, gia đình chúng con có mới nói gì với đi đáp tớ thật không? Bà cô bác giờ đây gia đình chúng con xin thành tâm gửi đến bà con cô ba có hai lại này. Xin cho tất cả cảm tạ ơn cùng bà cô ba hoa đã đem
sở mai táng Tân An Phụ cũng đến đây để khép lại những cái việc gì sai sót của mong gia đình và cô chú anh chị bỏ qua cho. Lời cuối cùng thật tiên quý nói nhiều hơn cũng xin phép một thay mặt cơ sở mai táng Tân An cùng toàn thể anh em trong ban nhận lễ đời ơn công của cơ sở cũng lên cầu chúc thương linh của chú Bảy Sơn giảm sân dẹp miền Tây Phương tịnh độ. Cũng không quên cầu chúc cho bà con cô bác phát tài an khang thiết trường nghiệp cũ tấn tài tấn lợi tấn bình an. Xin Tân An kính chào. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con mất
con, trọn đời con không còn thấy cha.